về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện học, tải ngay về danh. Hi students, welcome to the video lesson today. Chào mừng các bạn học sinh đã đến với video bài giảng ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chữa bài số 1, Unit 1, Towns and Cities, trong sách bài tập tiếng Anh, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Và bài học của chúng ta có tiêu đề Towns and Cities, nghĩa là các thị trấn và thành phố. Ở phần đầu tiên của bài học, chúng ta sẽ được học ôn lại các cái từ vựng. We are going to review vocabulary about places in a town or cities. Chúng ta sẽ ôn lại các từ vựng về những địa điểm trong một thị trấn hoặc là thành phố. Và các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng sách và bút để chúng ta bắt đầu nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài số 1. Exercise number 1. Look at the pictures. Correct the words. Ở bài tập số 1 này thì các bạn sẽ nhìn vào những bức tranh được cho sẵn ở đây. Chúng ta có 7 bức tranh. We have 7 pictures. Oh no, 8 pictures. Và sau đó thì các bạn hãy quan sát xem là địa điểm trong bức tranh này với từ vựng được cho ở đây liệu đã khớp với nhau chưa? Nó đúng chưa? Ví dụ như trong bức tranh đầu tiên, họ cho đây là một cái bức tranh là về một cái gì nhỉ? Về một cái tượng đài, nhưng từ vựng ở dưới đây là từ bridge, nghĩa là cái cầu, đúng không nào? Và bridge ở đây thì nó không tương ứng với bức tranh này, cho nên chúng ta sẽ phải sửa lại cái từ này thành từ monument, tượng đài. Rồi, đó là cách làm của bài này. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm những câu còn lại nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu với câu số 1. Câu số 1 thì các bạn hãy quan sát bức tranh trước và thử đoán xem đây là ở đâu. Đây, chúng ta thấy có rất nhiều sách. There are so many books. And there is a student reading books. Có một bạn học sinh đang đọc sách này và xung quanh thì có rất nhiều quyển sách. Thế thì các bạn, chắc là bạn đã đoán được đây là đâu rồi đúng không? Đây chính là ở thư viện. Ở thư viện tiếng Anh là library, nhưng ở đây họ lại viết là market, tức là cái chợ. Thế thì nó không đúng rồi, vậy chúng ta sẽ phải sửa lại thành library. Chúng ta có từ library nghĩa là thư viện, còn từ ở đây lại không phải là thư viện mà là chợ. Ok, number 2. Câu số 2, chúng ta có bức tranh ở đây là về địa điểm nào đây? Ở đây thì mình thấy có một con tàu này và đằng sau đó là những người đang cầm vali, hành lý, các thứ để chuẩn bị lên tàu. Thế thì ở đây chắc chắn sẽ là một bến tàu. Nhưng ở đây họ lại cho từ vựng là cinema. Cinema nghĩa là rạp chiếu phim. Vậy thì đây không phải là rạp chiếu phim mà phải là train station. Train station là bến tàu. Number 3, câu số 3. Câu số 3 các bạn thấy trong bức tranh đây là một gian hàng đúng không? À đây một quầy hàng này và xung quanh cũng có một số cái quầy hàng khác. Ở đây thì có người bán và người này thì có vẻ là đang chuẩn bị mua một cái thứ gì đấy. Thế thì đây chắc chắn là chợ đúng không? Chợ. Và ở đây người ta cho từ vựng đó là park. Park là công viên. Vậy thì công viên không đúng rồi, mình sẽ phải sửa thành từ gì? Chúng ta sẽ sửa thành từ market, cái chợ. Number 4. Ở câu số 4, các bạn thấy trong bức tranh đây là một cái cầu đúng không? Cái cầu bắc qua một con sông hay một con kênh gì đó này. Và có một số người đứng ở trên này. Vậy thì cái cầu nó không phải là train station mà phải là bridge. Cái cầu không phải là train station mà sẽ là từ bridge. Đây. Number 5, câu số 5. Câu số 5 các bạn thấy trong bức tranh là gì? Các bạn có thể đoán được đây là đâu không? Rồi, đây là một cái màn hình lớn này. Cô thấy có một cái màn hình lớn trên đó đang chiếu đoạn phim gì đó. Và ở dưới này thì có những người đang ngồi xem. Và cô đoán đây là khán giả, cho nên đây không phải là monument. Monument phải là cái này, đúng không? Phải là cái tượng đài. Vậy thì ở câu số 5 chúng ta phải chữa cái từ monument thành cinema, đặc chiếu phim. Number 6, câu số 6. Câu số 6 chúng ta thấy là ở đây có
có một vài cái xe nhìn giống như là xe buýt, và ở đây thì có những cái bảng biển hiệu giống như là ở các cái biển để cho cái trạm ấy, trạm ở trạm xe buýt. Vậy thì đây không phải là library, không phải là thư viện. Đây chúng ta có từ library nghĩa là thư viện. Vậy thì mình sẽ phải sửa cái từ này thành bus station. Bus station, ở trên chúng ta có train station tức là bến tàu, vậy thì ở đây chúng ta có bus station tức là bến xe buýt, trạm xe buýt. And the last one, câu cuối cùng, number 7. Number 7, chúng ta thấy trong bức tranh là có một cái ghế, có một người phụ nữ ngồi này, và xung quanh có rất nhiều cây xanh và cả cỏ nữa. Vậy thì đây không phải là bus station. Chúng ta vừa mới gặp từ bus station ở câu số 6. Vậy nó là bến xe buýt thì không phải là tương ứng với bức tranh này rồi. Vậy chúng ta sẽ phải sửa cái từ bus station thành park. Từ đúng của chúng ta sẽ là park nhá. Ok, như vậy là chúng ta đã xong bài 1. Ở bài 1 thì chúng ta đã ôn lại được những từ chỉ những địa điểm ở trong một thị trấn hoặc là một thành phố. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại những từ này nhá. Mình sẽ đọc qua một lượt này. Ok, repeat after me. Các bạn hãy đọc lại theo cô. Bridge, bridge. Monument, monument. Market, market. Library, library. Cinema, cinema. Train station, train station. Park, park. Market, market. Train station, train station. Bridge, bridge. Monument, monument. Cinema, cinema. Library, library. Bus station, bus station. Bus station, bus station. Park, park. Ok, thank you. Rồi, các bạn đã được ôn lại những từ vựng này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo nhé. Now, let's move on exercise number 2. In exercise number 2, we are going to read the clues and write the places. Ở bài này thì chúng ta sẽ làm gì? Ở bài này chúng ta sẽ đọc những gợi ý và viết tên của địa điểm ở bên cạnh. Ok, so we are going to do a places quiz. Chúng ta sẽ làm một bài quiz về tên những địa điểm trong thành phố và thị trấn nhé. Ở bên này, ô màu xanh thì cô có các gợi ý, thì bài sẽ cung cấp các gợi ý cho các bạn. Và ở bên này thì là tên của những địa điểm đó. Bây giờ các bạn sẽ đọc gợi ý và đoán nhé. Ví dụ như câu đầu tiên nào, câu mẫu. If you're interested in new clothes, this is a good place for you. Nếu như các bạn thích quần áo mới, thì đây là một địa điểm lý tưởng cho các bạn. Vậy thì đáp án ở đây chính là shop, tức là cửa hàng đúng không? Rồi, cô thấy là gợi ý đây cũng rất là dễ. Và đầu tiên chúng ta sẽ xem là có những địa điểm nào trong này nào. Chúng ta có cafe, cafe là quán cà phê. Từ thứ hai, flats, flats là căn hộ. Office building, office building. Office building là tòa nhà văn phòng. School, school, trường học. Shop, cửa hàng. Shopping center, shopping center là trung tâm mua sắm hay là trung tâm thương mại. Sports center, sports center, trung tâm thể thao. Street, street, con các đường phố này. Và cuối cùng là theater, theater là nhà hát. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với câu đầu tiên nhé. Cô sẽ đọc gợi ý này, cả các bạn sẽ đoán nào. There are desks, boards and a lot of students here. Có gì đấy nhỉ? Có bàn này, có bảng này và rất nhiều học sinh ở đó. Rồi, thì các bạn có đoán được không? Nơi này là một nơi rất là quen thuộc với các bạn học sinh này. Rồi, vậy thì đó là
School, school, trường học. Number two, this place has got tables, chairs, and good coffee too. Nơi này thì có bàn này, có ghế này, và có cà phê ngon nữa. Rồi, nhắc đến cà phê thì chắc chắn sẽ là quán cà phê đúng không? Đáp án của chúng ta là coffee, quán cà phê. Number three, there are good actors here. Có những diễn viên giỏi ở đây. Vậy thì địa điểm nào là nơi mà sẽ có những diễn viên giỏi nhỉ? Đó chính là theater. Theater tức là rạp hát, nhà hát là nơi mà những diễn viên họ sẽ diễn ở trên đó, diễn các cái vở kịch. Ok, number four, these are people's homes. Đây là nhà của mọi người này, nhà của rất nhiều người. There are a lot of these in one building. Có rất nhiều cái đó ở trong một tòa nhà. Rồi, mình sẽ cùng dịch lại nhé. Đây là nhà của rất nhiều người này, và có cái đó có rất nhiều ở trong một tòa nhà. Vậy thì trong một tòa nhà thì thường sẽ có các cái căn hộ đúng không? Căn hộ của chúng ta là từ flats, flats, căn hộ. Number five, this is a road in a town. There are cars and buses here and houses too. Đây là một con đường trong một thị trấn này, có những cái ô tô, có những xe buýt ở đây này, và cũng có cả nhà nữa. Rồi, còn đây là một con đường trong một thị trấn. Vậy thì đó chính là is a street. Street, đó là con phố. Con phố thì trên con phố thì sẽ có các ô tô này, có xe buýt này. Và trên con phố thì cũng sẽ có nhà của người dân. Đó. Ok, next. Number 6. This is a good place for people interested in basketball. Đây là một nơi tuyệt vời cho những người mà thích gì ạ? Thích bóng rổ. Vậy thì đây chính là, đây chắc chắn sẽ là Sports Center. Sports Center, trung tâm thể thao. Number 7, there are three different shops here. Có những cái cửa hàng khác nhau ở đây. Lúc nãy chúng ta vừa mới gặp từ shop là cửa hàng đúng không? Nhưng bây giờ lại thì ở đây là một nơi mà có rất nhiều cửa hàng khác nhau. Vậy thì ở đâu mới có những cái cửa hàng khác nhau như vậy? Tức là cửa hàng khác nhau, tức là họ chỗ này thì bán đồ ăn này, chỗ kia bán quần áo, rồi đồ chơi, rất là nhiều thứ. Vậy thì đó sẽ là một nơi có rất nhiều cửa hàng, gọi là trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm. Shopping center. Shopping center. Ok, và câu cuối cùng. 8. People work here. There are a lot of computers and desks. Mọi người thì làm việc ở đây, và ở đây thì có rất nhiều máy tính này, rồi là bàn. Vậy thì còn một từ cuối cùng thôi, đó chính là office building. Đó chính là tòa nhà văn phòng. Ở đây thì có rất nhiều văn phòng và mọi người sẽ dành chỗ này để làm việc. Chúng ta sẽ gọi đó là office building. Bây giờ thì mình sẽ cùng đọc lại những từ này nhé. Nào, shop, shop, school, school, cafe, cafe, theater, theater, flats, flats, street, street, sports center, shopping center, shopping center, office building. Okay, that is the end of exercise number 2. Như vậy là chúng ta đã xong bài tập số 2 rồi. Now, let's move on exercise number 3. In exercise number 3, we're going to look at the map. Write 5 more sentences about things you can see. Ở bài số 3 này, chúng ta sẽ nhìn vào bản đồ mà được cho sẵn, the map. Và sau đó thì chúng ta sẽ phải viết 5 câu nữa về những thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy ở trong bản đồ này. Các bạn quan sát bản đồ thì sẽ thấy đây là một bản đồ của một thị trấn đúng không? Và đây có thị trấn này có tên là Hội An Ancient Town. Ở bài này thì các bạn sẽ viết những câu về một địa điểm mà các bạn thấy ở trong bản đồ này.
và các con số được cho ở trong bản đồ tương ứng với câu mà mình sẽ viết nhé. Ví dụ như câu số 1 thì nó sẽ tương ứng với số 1 trên bản đồ này. Các bạn thấy trên bản đồ đây là cái gì? Rồi, đây là một cái cầu bắc qua một con sông. Cho nên chúng ta sẽ viết được câu là There's a bridge nhá. Rồi, và tương tự như vậy thì số 2, số 3, số 4, 5 chúng ta cũng sẽ tương tự như vậy. Ok, next up, tiếp nào. Number 2, số 2. Các bạn hãy quan sát số 2 và đoán xem đây là một địa điểm nào nhỉ? Đây là một cái chợ đúng không? Cho nên chúng ta sẽ viết được câu là There's a market. Có một cái chợ. Tương tự, number 3, câu số 3. Câu số 3 thì trong hình ảnh này là một cái nhà gì đó. Trong đó thì có quần áo này và mọi người đang lựa chọn. Thế thì chúng ta sẽ viết được là There's a shop. Có một cái cửa hàng ở trong đó. There's a shop. Number 4. Câu số 4, hình ảnh số 4 ở đây thì các bạn thấy có cái ghế này, có cây này và mọi người đang vui chơi ở đây. Vậy thì đây chính là một cái công viên. Công viên thì chúng ta sẽ viết được câu There's a park. Có một cái công viên. Và cuối cùng, number 5, câu số 5. Câu số 5 thì chúng ta thấy đây là một cái tòa nhà và ở đây người ta minh họa là có giường này. Thì đây là một nơi mà để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thì chúng ta cũng có thể dùng từ là a hotel. There's a hotel. Có một cái khách sạn ở đây. Rồi, các bạn có thể thay từ hotel bằng từ building cũng được. Building thì có nghĩa là tòa nhà. Và cái này thì cũng là một tòa nhà đúng không nào? Rồi, họ không biết rõ là hotel hay building cho nên chúng ta có thể chọn một trong hai nhé. Ok, now let's move on to the next exercise. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tiếp theo, bài số 4. In exercise number 4, we're going to write sentences about the capital city of your country or a big city near you. Ở bài này thì các bạn sẽ viết những câu về thành phố thủ đô của nước mình và một thành phố lớn, hoặc là một thành phố lớn ở gần bạn. Vậy thì nếu như các bạn ở Hà Nội, các bạn có thể viết luôn về Hà Nội. Hoặc nếu như các bạn không ở Hà Nội thì các bạn có thể viết về một thành phố lớn ở gần bạn, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, vân vân nhá. Cái này thì tùy các bạn. Rồi, ở đây thì họ viết sẵn cho chúng ta hai câu mẫu. Đó là There's a big new office building. Có một tòa nhà văn phòng mới rất là to. It's opposite the station. Nó đối diện với bến xe. Đó, chúng ta sẽ viết là một câu là có cái gì này. Ví dụ như có một cái chợ hay là một cái công viên. Vị trí của nó là ở đâu? Ví dụ nó đối diện với trường học, nó bên cạnh trường học hay như thế nào đó, vân vân nhá. Rồi, và đây là một số gợi ý của cô. Thì cô đang viết về thành phố Hà Nội, thủ đô của Việt Nam. Cô viết là There's a shopping center. Có một trung tâm thương mại. It's next to some flats. Nó ở cạnh một vài căn hộ. There are a lot of bus stations. There are a lot of bus stations. They are near schools and office buildings. Có rất nhiều bến xe buýt và chúng thì ở gần các trường học và các tòa nhà văn phòng. There is a park. It's near the market. Có một công viên, có một cái công viên và nó ở gần cái chợ. Rồi, và đây là những câu gợi ý của cô. Các bạn có thể viết tương tự. Các bạn có thể chọn thêm những địa điểm khác và những giới từ chỉ địa điểm khác. Ví dụ như between and, behind, in front of, vân vân. Ok, và bài 4 này cũng là bài cuối cùng trong phần đầu tiên của chúng ta về từ vựng. Ở bài này thì chúng ta đã làm được những bài tập ôn lại về từ vựng, về các địa điểm trong một thành phố hay là một thị trấn. Ok, so this is the end of the lesson today. See you in the next lesson. Goodbye. Khóa học Việt Rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.